Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Bada Hương Nguyễn. Thì hôm nay Bada Hương Nguyễn sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm bánh quy hạt cà phê ha. Thì bánh này là hồi đợt Tết thì Bada Hương Nguyễn có làm để đem về nhà ăn. Thời hạn bảo quản cũng khá là dài á. Mình ăn trong vòng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Và khi mình bỏ ngăn mát thì mình có thể để cũng được lâu hơn, khoảng 2 tới 3 tháng luôn nha mọi người. Và cái mùi vị của bánh nó sẽ không có bị thay đổi đâu. Nó rất là béo và nó không béo thì cũng không béo lắm, nhưng mà nó giống như là bánh quy của Danista mọi người, nhưng mà nó lại thơm mùi cà phê. Và nhìn cái vẻ ngoài mọi người thấy là nó giống y hệt cà phê không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm. Phần của mình sẽ gồm có 100 g bơ lạc nha mọi người, và khoảng 40 tới 60 g đường bột tùy theo mọi người thích ăn ngọt hay không. Khoảng 120 g bột mì đa dụng ha, và khoảng 1 muỗng canh bột ca cao mọi người, và 2 gói cà phê G7. Và mình cần phải có khoảng một cái trứng này thì khoảng mình chỉ cần khoảng 20 g thôi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho đường bột vào ở trong cái bơ lạc này, ở nhiệt độ phòng. Mình sẽ để cho bơ lạc này nó chảy ra nha mọi người. Rồi mình mới bắt đầu mình cho đường bột vào, và sau đó mình sẽ dùng cái phới hoặc là cái đồ mà đánh trứng cầm tay mọi người, mình sẽ quấy lên cho đến khi đường nó tan hết, và mình sẽ cân cái phần trứng này và mình sẽ cho vào đây khoảng 20 g thôi nha mọi người, không có cho hết một quả trứng đâu ha. Và mình sẽ bắt đầu mình sẽ trộn đều lên. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ cho cái cà phê và cái bột ca cao này. Thì mọi người không có cân thì mọi người có thể sử dụng khoảng 1 muỗng canh bột ca cao á, và 2 gói cà phê G7, vì mình sử dụng cà phê G7 này cho nó thơm. Và mình sẽ cho một ít nước sôi, rất ít thôi nha mọi người, vừa đủ để nó tan cái cà phê này ra là được. Nếu mình cho nước nhiều một hồi nữa nó sẽ bị loãng á. Sau đó thì mình sẽ để qua một bên cho cà phê nó nguội. Trong thời gian đó thì mình sẽ tiến hành mình rây cái phần bột mì này vào trong cái phần hỗn hợp mà nãy mình đã trộn lên ha. Mình sẽ cho từ từ thôi, và mình vừa trộn đều lên để cho nó không có bị vón cục nha mọi người, cho đến khi nào mà nó được một cái hỗn hợp mà nó hết cái phần bột này là được. Và sau đó thì mình sẽ cho cái cà phê hồi nãy mà thật là nguội rồi nha mọi người vào đây, và mình sẽ trộn lên. Nếu như mà mình đã lỡ đổ hơi nhiều nước và nó hơi loãng á, thì mình có thể cho thêm một ít bột mì đa dụng vào ha. Sau đó mình sẽ cho vào, khi mà hỗn hợp nó sệt sệt như thế này nè, thì mình sẽ cho vào cái túi bắc kem. Ủa, mình lộn rồi, mình lộn với phần làm bánh quy rồi mọi người. Mình không cho vào túi bắc kem mà mình sẽ làm tay ha. Mình sẽ tạo hình thành những cái viên tròn tròn, và sau đó mình sẽ nắn nắn sơ sơ để cho nó thành hình bầu dục ha. Sau đó mình sẽ dùng cái nĩa hoặc là một cái cán muỗng gì đó, mình sẽ ấn như vậy để tạo thành giống như hạt cà phê á mọi người. Tạo hình hạt cà phê thì cái phần này nó hơi vất vả một xíu, bởi vì mình phải làm tay á mọi người, cho nên là hạt cà phê nó sẽ không có đều nhau và nó cũng hơi mỏi tay một xíu ha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng tầm 30 phút, để cho khi mà mình nướng bánh á, thì bánh của mình nó vẫn giữ nguyên được cái hình dạng này, nó sẽ đẹp ha. Sau khi mình lấy từ tủ lạnh ra, tủ mát ra thì mình sẽ bắt đầu mình đun lò ở nhiệt độ khoảng 200 độ C trong thời gian là 5 phút để cho lò nó nóng. Và trước khi mà mình đưa vào nướng thì mình sẽ dùng một cái chai xịt và mình sẽ phun ướt cái bề mặt của bánh để cho bánh mình nó không bị nứt ha. Sau đó thì mình sẽ cho bánh vào lò và nướng ở nhiệt độ là 150 độ C trong thời gian là 30 phút. Sau đó thì mình sẽ chỉnh nhiệt độ ở khoảng 100 độ C và mình sẽ hong tiếp trong khoảng thời gian là 30 phút nữa. Mình sẽ chỉnh lò ở cái chế độ là hai lửa và nó có quạt nha mọi người. Nếu trong khoảng thời gian 30 phút nữa mà bạn vẫn cảm thấy bánh của mình nó hơi ướt, tại vì tùy theo cái mức độ mà mình nặn bánh nó có dày hay không và cái mức độ nóng của lò của từng bạn thì mình sẽ cân nhắc ha. Sau thời gian 30 phút mà nếu mà mình cảm thấy nó chưa có được khô lắm thì mình sẽ chỉnh khoảng 15 phút nữa ha. Và trong cái quá trình mà mình hong như vậy á, nếu mình cảm thấy là
cái bề mặt ở phía dưới nó vẫn còn hơi ướt ướt một xíu, chứ không phải là ớt, mình lại nói ngọng rồi. Thì mình sẽ dùng đũa mình trở cái mặt dưới lên ha mọi người ha. Mặc dù là chế độ hai lửa nhưng mà khi mà mình nướng ở cái lò mà nướng ở trong cái khuôn á, cái khuôn như vậy thì cái bề mặt ở dưới thì nó sẽ hơi ẩm như thế này. Thì để cho chắc ăn hơn thì mình sẽ trở lên rồi mình nướng tiếp ha. À, sau đó thì mình sẽ để lên những cái rắc hông như thế này, mình để cho thật là nguội luôn nha mọi người. Và mình sẽ bảo quản bằng cách là mình bỏ vào hũ như thế này, hoặc là mình có thể là mình cho để kỹ hơn. Và như Banda Hương Nguyễn để bảo quản trong suốt mùa Tết thì Banda Hương Nguyễn sẽ cho vào từng túi zip, túi không phải túi zip mà là túi đựng như thế này, và mình sẽ hàn kín miệng lại thì mình sẽ để ra dành được trong khoảng thời gian nó rất là lâu ha. Bánh của mình nó sẽ không bị yểu và vẫn là thơm ngon. Chúc mọi người thành công với món ăn này ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye mọi người.